thẩm định lý do, ngoài sự khâm nhận chấp thọ tài kiến, trí tự mình sẽ trở thành thanh tịnh, trong sạch. Sự tình như vậy không xảy ra. Này các vị kheo, nếu trí tự mình không trở thành thanh tịnh, trong sạch, thời cho đến chỉ một phần nhỏ của trí mà những tôn giả sa môn cho trong sạch, chính như vậy cũng được xưng là chấp trước. Đối với những tôn giả sa môn bà la môn ấy, biết rằng cái này thuộc hữu vi là thô pháp, nhưng có sự đoạn diệt tắc hành, biết được có sự đoạn diệt này, Như Lai thấy sự giải thoát khỏi pháp hữu vi và giả dược khỏi pháp hữu vi. 498 luận thuyết về niết bàn hiện tiền. Hỷ lạc của cảm thọ, dù ở mức độ vi tế của thiền định vẫn chỉ là cảm thọ, là pháp hữu vi, không thể xem là vô vi niết bàn. Kinh Giang: Ở đây này các vị kheo, có vị sa môn hay bà la môn do từ bỏ những quan điểm về quá khứ và từ bỏ những quan điểm về tương lai, do không hoàn toàn chú tâm đến những dục kiết sử, đạt được những ly hỷ và an trú, vì ấy nghĩ đây là sự thật, đây là thù diệu, tức là đạt được những ly hỷ ta an trú. Nhưng nếu những ly hỷ ấy của vị này bị đoạn diệt, do những ly hỷ bị đoạn diệt ưu tư sanh khởi, do ưu tư được đoạn diệt những ly hỷ sanh khởi, ví như này các tỷ kheo, chỗ nào bóng mát từ bỏ, chỗ ấy sức nóng mặt trời lan rộng, chỗ này chỗ nào sức nóng mặt trời từ bỏ, chỗ ấy bóng mát lan rộng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, do những ly hỷ bị đoạn diệt ưu tư sanh khởi, do ưu tư được đoạn diệt nên diễn ly hỷ sanh khởi. Về vấn đề này, này các tỷ kheo, Như Lai biết như sau: vị tôn giả sa môn hay bà la môn do từ bỏ những quan điểm về quá khứ và do từ bỏ những quan điểm về tương lai, do hoàn toàn không chú tâm đến các dục kiết sử, sau khi đạt được diễn ly hỷ liền an trú, đây là sự thật, đây là thù diệu, tức là đạt được diễn ly hỷ ta an trú. Những ly ấy của này bị đoạn diệt do gì? Do những ly hỷ bị đoạn diệt ưu tư sanh khởi, do ưu tư được đoạn diệt những ly hỷ sanh khởi, biết rằng cái này thuộc hữu vi pháp là thô pháp, nhưng có sự đoạn diệt các hành, biết được có sự đoạn diệt này, Như Lai thấy sự giải thoát khỏi pháp hữu vi và đã vượt khỏi pháp hữu vi. Nhưng ở đây này các tỷ kheo, có vị sa môn hay bà la môn do từ bỏ các quan điểm về quá khứ, do từ bỏ các quan điểm về tương lai, do hoàn toàn không chú tâm đến các dục kiết sử, do vượt qua những ly hỷ, sau khi đạt được phi vật chất lạc liền an trú, đây là sự thật, đây là thù diệu, tức là đạt được phi vật chất lạc ta an trú. Phi vật chất lạc của vị ấy bị đoạn diệt, do phi vật chất lạc bị đoạn diệt, những ly hỷ sanh khởi, do những ly hỷ bị đoạn diệt, phi vật chất lạc sanh khởi. Ví như này các tỷ kheo, chỗ nào bóng mát từ bỏ, chỗ ấy sức nóng mặt trời lan rộng, chỗ nào sức nóng mặt trời từ bỏ, chỗ ấy bóng mát lan rộng. Cũng vậy, do phi vật chất lạc bị đoạn diệt, những ly hỷ sanh khởi, do những ly hỷ bị đoạn diệt, phi vật chất lạc sanh khởi. Về vấn đề này, này các tỷ kheo, Như Lai biết như sau: vị tôn giả sa môn hay bà la môn này do từ bỏ các quan niệm về quá khứ, do từ bỏ các quan niệm về tương lai, do hoàn toàn không chú tâm đến các dục kiết sử, do vượt qua những ly hỷ, đạt được phi vật chất và an trú, đây là sự thật, đây là thù diệu, tức là đạt được phi vật chất lạc ta an trú. Phi vật chất lạc ấy của vị này bị đoạn diệt, do phi vật chất lạc bị đoạn diệt, những ly hỷ sanh khởi, do những ly hỷ bị đoạn diệt phi vật chất lạc sanh khởi, biết rằng cái này thuộc hữu vi là thô pháp, nhưng có sự đoạn diệt các hành, biết được có sự đoạn diệt này,
Như Lai thấy được sự giải thoát khỏi pháp hữu vi và được và đã vượt khỏi pháp hữu vi. Ở đây, này các tỷ kheo, có Sa môn hay Bà la môn, do từ bỏ các quan điểm về quá khứ, do từ bỏ các quan điểm về tương lai, do hoàn toàn không chú tâm đến các dục kiết sử, do vượt qua điểm ly hỷ, do vượt qua phi vật chất lạc, sau khi đạt được vô khổ vô lạc thọ liền an trú. Đây là sự thật, là đạt được vô khổ vô lạc thọ ta an trú. Vô khổ vô lạc thọ ấy của vị này bị đoạn diệt, do vô khổ vô lạc thọ bị đoạn diệt, phi vật chất lạc sanh khởi, do phi vật chất lạc bị đoạn diệt, vô khổ vô lạc thọ sanh khởi. Ví như, này các tỷ kheo, chỗ nào bóng mát từ bỏ, chỗ ấy sức nóng mặt trời lan rộng. Chỗ nào sức nóng từ bỏ, chỗ ấy bóng mát lan rộng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, do vô khổ vô lạc thọ bị đoạn diệt, phi vật chất lạc sanh khởi, do phi vật chất lạc bị đoạn diệt, vô khổ vô lạc thọ sanh khởi. Về vấn đề này, này các tỷ kheo, Như Lai biết như sau: vị tôn giả Sa môn hay Bà la môn, do từ bỏ các quan niệm về quá khứ, do từ bỏ các quan niệm về tương lai, do hoàn toàn không chú tâm đến các dục kiết sử, do vượt qua điểm ly hỷ, do vượt qua phi vật chất lạc, sau khi đạt được vô khổ vô lạc thọ liền an trú. Đây là sự thật, đây là thù diệu, tức là đạt được vô khổ vô lạc thọ ta an trú. Vô khổ vô lạc thọ ấy chỗ này bị đoạn diệt, do vô khổ vô lạc thọ bị đoạn diệt, phi vật chất lạc sanh khởi, do chất lạc bị đoạn diệt, vô khổ vô lạc thọ sanh khởi. Biết rằng cái này thuộc hữu vi là thô pháp, nhưng có sự đoạn diệt các hành. Sau khi biết được đây có sự đoạn diệt các hành, Như Lai thấy được sự giải thoát khỏi hữu pháp và đã được khỏi vi pháp. Nhưng ở đây, này các tỷ kheo, có vị Sa môn hay Bà la môn, do từ bỏ các quan điểm về quá khứ, do từ bỏ các quan điểm về tương lai, do hoàn toàn không chú tâm đến các dục kiết sử, do vượt khỏi những ly hỷ, do vượt khỏi phi vật chất lạc, do vượt khỏi vô khổ vô lạc thọ, vị ấy quán: ta là tịch tịnh, ta là tịch diệt, ta là không chấp thủ. Ở đây, này các tỷ kheo, Như Lai biết như sau: vị tôn giả Sa môn Bà la môn này, do từ bỏ các quan điểm về quá khứ, do từ bỏ các quan điểm về tương lai, do hoàn toàn không chú tâm đến các dục kiết sử, do vượt khỏi diễm ly, do vượt khỏi phi vật chất lạc, do vượt khỏi khổ vô lạc thọ, y ấy quán: ta là tịch tịnh, ta là tịch diệt, ta là không chấp thủ. Chắc chắn vì đại đức này tuyên bố con đường thích hợp đưa đến niết bàn. Nhưng vì tôn giả Sa môn Bà la môn này không chấp thủ, hoặc chấp thủ quan điểm về quá khứ, hoặc chấp thủ quan điểm về tương lai, hoặc chấp thủ dục kiết sử, hoặc chấp thủ diễn ly hỷ, hoặc chấp thủ phi vật chất lạc, hoặc chấp thủ vô khổ vô lạc thọ, dầu cho vị đại đức này quán: ta là tịch tịnh, ta là tịch diệt, ta không có chấp trước. Nhưng vị này vẫn được xem là có chấp trước về điểm ấy. Biết rằng cái này thuộc hữu vi pháp là thô pháp, nhưng có đoạn diệt các hành. Sau khi biết được có sự đoạn diệt các hành này, Như Lai thấy được sự giải thoát khỏi hữu vi pháp và đã vượt khỏi hữu vi pháp. Nhưng ở đây, này các tỷ kheo, vô thường tịch tịnh tối thắng đạo được Như Lai chánh đẳng giác, nghĩa là sau khi như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt và sự nguy hiểm của sáu xuất xứ, có sự giải thoát không chấp thủ. Ở đây, này các tỷ kheo, vô thường tịch tịnh tối thắng đạo này được Như Lai chánh đẳng giác, nghĩa là sau khi thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt và sự nguy hiểm của sáu xuất xứ, có sự giải thoát không chấp thủ. Thế thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo hoan hỷ kính thọ lời Thế Tôn dạy. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh cho bạn già tu.
thích tỳ kheo giác đẳng. Con đã đọc xong bài học hôm nay, kính cung thỉnh thượng tọa Đại Siêu giảng dạy bài kinh vừa đọc. Nam mô Phật Ma Ha Giá, kính thỉnh thượng tọa. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính thưa quý vị, bài kinh hôm nay là một bài kinh Đức Phật Ngài trình bày về các cái quan điểm luận chấp của các sa môn và la môn. Và sau đó Đức Thế Tôn Ngài đã tuyên bố về cái sự giác ngộ của Ngài đối với các pháp ấy. Đây là then chốt mà chúng ta cần phải nhớ biết, chúng ta chưa phải là một vị thành tựu được cái tri kiến, tức là không phải bậc tu đầu quần, mà chúng ta còn có thể rơi vào những cái tà kiến, những cái kiến chấp. Thì chúng ta hành thiền, chúng ta có những cái cảm giác lạc khổ hay là xả phi khổ phi lạc, lúc đó chúng ta rất có thể sẽ khởi lên một cái kiến chấp. Vì sao vậy? Vì chúng ta chưa nhận thức được những cái cảm thọ đó nó đều là vô thường, bị sự biến hoại đoạn diệt. Và nếu như thấy được cái sự vô thường, biến hoại đoạn diệt ra thì không có chấp thủ. Dù cho đạt tới cái cảnh giới thiền, đạt đến hỷ, viễn ly hỷ hay là viễn ly lạc, cũng không có cái sự chấp thủ. Và chúng ta nên đi theo cái đường lối của Đức Phật. Ngài đã giác ngộ vô thượng tịch tịnh, tối thắng đạo lộ. Và sau khi như thật biết sự tập khởi, tức là cái nguyên nhân sanh ra các pháp, sự đoạn diệt các pháp ấy, vị ngọt của các pháp ấy, chẳng hạn như là thô thiển, tức là vị ngọt của các dục, hay vị ngọt của các sắc tướng, hoặc là vị ngọt của các cảm thọ thuộc về thiền. Biết được cái vị ngọt đó và thấy được cái sự nguy hiểm của sáu xúc xứ, là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc,
thì thấy được sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm. Thấy được bốn cái đó thì chúng ta sẽ đạt được cái sự giải thoát không chấp thủ, như Đức Phật Ngài đã tuyên bố về cái đạo lộ mà Ngài đã giác ngộ. Tất cả những cái quan điểm của các sa môn và la môn từ cái kiến chấp sai lầm mà ra, bởi vì không thấy được cái sự tập khởi, không thấy được sự đoạn diệt của nó, không biết cái vị ngọt và không biết cái sự nguy hiểm, nên không có sự giải thoát vô thủ trước. Thì ở đây đó, chúng ta nắm trước hết là chúng ta nắm cái điểm cần phải lưu ý như vậy. Bây giờ chúng ta trở lại với cái ý nghĩa của bài kinh này. Ở trong bài kinh này, Đức Phật Ngài nêu ra những con số trước hết là nói rằng này, cái tỳ kheo, có một số sa môn và la môn luận bàn về tương lai, thảo luận về tương lai, y cứ và tương lai, họ tuyên bố nhiều quan điểm sai khác. Một là có số sa môn và la môn tuyên bố sau khi chết tự ngã, không bệnh, có tưởng. Hai là một số tuyên bố sau khi chết tự ngã, không bệnh, không tưởng. Ba có một số tuyên bố sau khi chết tự ngã, không bệnh, không tưởng và không không tưởng. Bốn có một số mà chủ trương đoạn diệt quỷ diệt, tiêu diệt của loài hữu tình hiện đang sinh tồn. Năm có một số loại tuyên bố về hiện tại niết bàn. Thì đó là nói năm. Còn nói về ba đó, thì Đức Phật Ngài dạy rằng như vậy họ chủ trương sau khi chết tự ngã tồn tại không bệnh, hay họ chủ trương đoạn diệt quỷ diệt quỷ hoại, tiêu diệt của loài hữu tình hiện đang sinh tồn, hay một số là tuyên bố hiện tại niết bàn. Như vậy những chủ thuyết này sau khi thành năm trở lại thành ba, sau khi thành ba trở lại thành năm, đây là sự tổng thuyết năm và ba. Thì ở đây đó, cái điều này thì nó cũng không phải là một điều mà chúng ta cần phải suy tư tìm hiểu, nhưng mà vì cái tựa của bài kinh là năm năm ba hay năm và ba, cho nên chúng ta sẽ không có nắm bắt được tại sao cái tựa kinh gọi là năm và ba. Thì ở đây đó, chúng ta biết vì Đức Phật Ngài trước nhất là Ngài nói đến một số tà kiến của ngoại đạo về quá khứ và tương lai. Về tương lai có năm loại tà kiến,
của các sa môn và la môn. Rồi tóm tắt ba quan điểm sau khi chết tự ngã không bệnh có tưởng, sau khi chết tự ngã không bệnh không tưởng, sau khi chết tự ngã không bệnh không tưởng không không tưởng, thì ba cái đó đó, ba trong năm ở trên đó, ba cái đó gom lại thành một, tức là thường kiến. Còn cái điều thứ tư ở trong năm đó, sự đoạn diệt của các loài hữu tình hiện tại, tức là chấp và đoạn kiến. Và cái điều thứ năm là một số sa môn chủ và la môn chủ trương hiện tại niết bàn. Thì như vậy được gọi là ba. Bài kinh gọi là năm ba là như vậy, tức là năm cái quan điểm. Trong năm ba quan điểm đó thì ba quan điểm đầu gom lại thành một là thường kiến. Do đó cho nên chỉ còn có ba, tức là thường kiến, đoạn kiến và niết bàn hiện tại, vậy thôi. Còn về cái vấn đề chi tiết thì ở đây chúng ta cũng chỉ nói sơ qua thôi, bởi vì người này nó rất có thể là đã vượt khỏi cái tư duy của chúng ta. Ngày xưa trong thời Đức Phật còn tại thế, cái văn hóa của người Ấn Độ hay cái tư tưởng của người Ấn Độ thì vì cái thời kỳ đó cách đây trên 26 thế kỷ, về cái thời đó cái vấn đề vật chất khoa học nó chưa có phát triển, cho nên phần lớn là con người nặng về tư duy, cuộc sống nặng về tư duy. Mà khi một kẻ phàm phu, sa môn và la môn là kẻ phàm phu, họ không có thật sự giác ngộ về các pháp như là Đức Phật, cho nên họ có những thành tựu nó thuộc về hiện thế, chẳng hạn như là những cái sự suy tư về tương lai hay là suy tư về quá khứ, rồi họ chấp chặt vào đó. Hoặc là có một số sa môn và la môn họ thành tựu được các cái thiền chứng hiện thế như là thiền sắc giới, thiền vô sắc giới. Khi họ đạt được cái thiền chứng đó, họ mới bắt đầu suy nghĩ về những cái cảm thọ, những cái hỷ viễn ly, những cái lạc viễn ly, lạc phi vật chất mà họ đạt được.
họ chặt vào đây và họ mới tuyên bố những điều này hay những điều khác. Thành ra họ sai lầm. Còn đến khi mà Đức Phật Ngài xuất hiện ở đời đó, là một vị có cái trí tuệ đặc thù như Đức Phật, thì Ngài biết rõ dầu cho ly dục ly bất thiện pháp chứng bạch trú được sơ thiền rồi bỏ tầm tứ chứng được nhị thiền, chứng tam thiền, tứ thiền, chứng vô không vô biên xứ, vô thức vô biên xứ, vô sở xứ đi được, thì những cái lạc của thiền chứng này, những cái vô khổ vô lạc của những cái thiện chứng này, thì tất cả đều là pháp hữu vi. Hễ cái gì là pháp hữu vi thời cái đó nó có đặc tính vô thường sanh diệt biến hoại, cho nên Đức Phật Ngài tuyên bố rằng vì Ngài đã giác ngộ, Ngài đã thấy rõ sự tập khởi, thấy rõ sự đoạn diệt, thấy rõ vị ngọt, thấy rõ sự biển ly, nên Ngài được giải thoát. Thì thưa quý vị, ở đây khi mà chúng ta đọc về những cái luận thuyết của các ngoại đạo Sa môn và La môn mà Đức Phật Ngài tuyên bố rằng tà kiến đó, thì khi mà chúng ta đọc có những điều mà chúng ta sẽ không hiểu cái câu đó nói cái gì. Thí dụ như tự ngã không bệnh có tưởng, tự ngã không bệnh vô tưởng, tự ngã không bệnh không tưởng không không tưởng. Chắc có lẽ là quý vị sẽ quen cái từ có người thì họ chủ trương rằng sau khi chết tự ngã không bệnh hữu tưởng. Cái chữ không bệnh ở đây đó, aroga này theo trong chú giải thì giải thích arogotis anicho, tức là chỉ cho thường thường còn. Thực ra cái từ Bali có lẽ là vì chúng ta không phải là người Ấn Độ, cho nên khi mà chúng ta gặp những cái từ đó thì chúng ta cũng chỉ dịch theo cái nghĩa thông thường mà chúng ta gặp được ở trong từ điển thôi. Thí dụ như roga, chúng ta chỉ thấy một nghĩa, tức là cái sự bệnh hoạn. Nhưng mà thật ra chữ roga đó nó còn có nghĩa là cái sự suy kiệt hay là cái sự hủy diệt.
Bởi vì bệnh tật là cái gì mà nó làm cho suy kiệt sức khỏe hay là hủy diệt cái sự sống. Do đó cho nên roga và aroga tức là không hủy diệt là thường. Thì như vậy họ chấp thường kiến đó. Họ chấp thường kiến trên ba khía cạnh. Họ chấp, bây giờ chúng ta bỏ cái chữ không bệnh đi, chúng ta nói là tự ngã. Có những người họ chấp là tự ngã là thường và hữu tưởng. Hữu tưởng tức là có tâm, có cái linh hồn. Rồi cái thứ hai đó là họ chấp tự ngã là thường, không tưởng tức là không có tâm. Vô tưởng, chữ vô tưởng ở đây đó là cái chữ asanya, asanji qua đá, asanji qua đá tức là họ chủ trương về vô tưởng. Do vì những sa môn và la môn đó họ có thể là đã đắc chứng được thiền, và họ biết được ở trong cuộc đời này có những loài hữu tình, có những chúng sanh asanya satta tức là những chúng sanh mà không có tưởng, cho nên họ cứ chấp theo cái chỗ đó. Kỳ thật thì nó có tưởng cũng không được, nó hữu tưởng cũng không được, mà nói là hoàn toàn vô tưởng cũng không được. Và cái điều thứ ba tức là người ta quan niệm tự ngã là thường, chứ không bệnh ở đây tức là thường. Tự ngã là thường hằng. Vô tưởng, vô tưởng. Tức là họ chấp nhận cả hai trường hợp trên. Thì như vậy là chấp theo thường kiến, nó có ba trường hợp: hữu tưởng, vô tưởng, vô tưởng và hữu tưởng. Vô tưởng cũng có, hữu tưởng cũng có. Ở đây chúng ta có một loại thiền gọi là nevasanya, nasanya, tức là phi tưởng, phi tưởng, cái loại thiền chứng mà Đức Bồ Tát khi mà Ngài rời khỏi hoàng cung đi xuất gia đó, thì Ngài đã gặp đạo sĩ Uddaka. Lúc đầu đạo sĩ Alara, sau Uddaka. Và vị đó đã chỉ cho Đức Bồ Tát, đạo sĩ Bồ Tát thực hành thiền định và đạt đến phi tưởng phi tưởng. Nhưng mà Đức Bồ Tát của chúng ta, tức là đạo sĩ Gotama, thì Ngài đã nhận thức ra rằng cái này chưa phải là cứu cánh bất tử, chưa phải là đạt đến cái sự giải thoát hoàn toàn. Cho nên Ngài mới bỏ đi để Ngài thực hành cái pháp môn khổ hạnh. Rồi sau đó từ bỏ khổ hạnh, Ngài mới tìm con đường trung đạo và đạt đến cái sự giải thoát. Cho nên ở trong đời này đó, vì rằng các sa môn và la môn
do tính. Do văn. Do tùy văn. Tùy tính tùy văn do họ chiêm nghiệm và do họ chấp nhận cái quan điểm đó thì có thể là họ tin vào một cái vị đạo sư nào đó. Khi vị đạo sư nó giải về chúng sanh hữu tưởng, họ tin cái đó, hay là họ nghe truyền thống để lại. Cho nên họ chắc có cái chỉ là chúng sanh ở trong đời có tưởng thôi, sau khi chết. Hoặc là do tin nơi một vị đạo sư nào đó, nghe vị tùy văn, nghe người đó nói, nghe vị đó nói, vị đạo sư đó nói, thì họ chấp theo cái quan điểm là chúng sanh sau khi chết còn tồn tại nhưng mà không có tưởng. Đó là những chúng sanh cõi trời vô tưởng. Rồi thứ ba đó, tức là họ chấp rằng chúng sanh sau khi chết tự ngã thường còn, tức là tự ngã không bệnh, tự ngã thường còn, và nó phi tưởng phi vi tưởng, thì chấp theo thường kiến ba điểm đó. Thì chúng ta thấy học trong Thắng Pháp đó, thì chúng ta thấy rất là rõ. Chúng sanh ở trong cõi dục giới và trong 15 cõi sắc giới hữu tưởng và không vô biên xứ, thứ vô biên xứ, vô sở xứ, xem như là chúng sanh hữu tưởng. Chúng ta có 30 cõi hữu tưởng. Có một cõi là cõi vô tưởng, tức là phạm thiên sắc giới sau khi chứng đắc được tứ thiền hoặc là ngũ thiền, nếu nói theo Thắng Pháp là ngũ thiền. Rồi họ nguyện do nhờ thiền chứng này mà đời sau không có tâm, cho nên khi mà tái sanh bằng cái sắc mạng quyền, sắc nghiệp mạng quyền, và họ xuất hiện ở cái cõi gọi là cõi Asanyasata, là cõi chúng sanh vô tưởng. Có chứ không phải không có. Rồi cái cõi phạm thiên cao tột trong tầng vô sắc giới, tức là có cái cõi phi tưởng phi vi tưởng. Thì như vậy có cả ba trường hợp đó, là trong Phật giáo Đức Phật này có nói đến, tức là hữu tưởng, vô tưởng, phi tưởng, phi vi tưởng, có nói hết. Nhưng mà ba cái sự kiện đó nó đều nằm ở trong trong cái pháp hữu vi.
Thay vì Đức Thế Tôn Ngài tuyên bố như vậy thì Ngài chỉ nói đến Navasat Tavasa, tức là chính hữu tình cư là đủ rồi. Chính hữu tình cư là đủ rồi. Chính hữu tình cư tức là đối với các cái loài chúng sinh ở cõi ngũ uẩn với danh sách này, có loài thân vị tưởng vị, tức là thân tức là sắc, lúc mà tái tục thì sắc có sự sai biệt sai khác nhau, và tưởng tục sinh nó cũng sai khác. Rồi có loài hữu tình trong cái cõi ngũ uẩn thì thân vị tưởng đồng, thân đồng tưởng vị, rồi thân đồng tưởng đồng. Rồi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ. Phi tưởng phi tưởng xứ, rồi vô tưởng. Thì như vậy là chúng ta có chính hữu tình cư. Đức Phật Ngài có tuyên bố hết, sự thật là có như vậy. Nhưng mà vì rằng chúng sinh, các vị sa môn bà la môn, họ chỉ thấy ở một khía cạnh rồi họ chấp thủ vào đó, nên họ bị sai lạc. Họ bị sai lạc cái quan điểm này. Nhưng mà dù sao đi nữa thì các sa môn bà la môn khi mà họ chủ trương cái thường kiến, tức là sau khi chết tự ngã thường hằng, hữu tưởng vô tưởng hay là phi tưởng phi vi tưởng đi nữa. Như vậy chấp theo thường kiến còn đỡ hơn, còn có thể có, có thể có. Như khi nãy giờ chúng tôi trình bày quý vị là còn có thể có. Nhưng mà đối với trường hợp thứ tư là một số sa môn và la môn chủ trương thì các hữu tình bị đoạn diệt sau khi chết là chấm dứt, không còn cái gì nữa. Thì như vậy họ rơi vào cái đoạn kiến. Cái này thì nó nguy hiểm hơn. Nó nguy hiểm hơn là chấp thường kiến. Người ta nói là nên chấp hữu như tu di, mặc chấp vô như chế tử. Chẳng thà họ chấp thường kiến theo ba cái cách đó, theo ba cái cách mà hữu tưởng, vô tưởng, phi tưởng, huy tưởng đi, thì còn đỡ hơn. Bởi vì có thể xảy ra nhưng mà họ hiểu lầm chỉ vậy thôi, họ còn có thể sống hiền thiện được, họ còn có thể làm các công đức phước báo được. Nhưng mà cái người chấp thì đoạn kiến thì rất là nguy hiểm. Còn cái trường hợp thứ năm đó là họ chấp niết bàn hiện tại. Vì khi mà họ từ bỏ được cái hỷ vật chất và họ chứng đạt được thiền và viễn ly hỷ,
từ bỏ cái lạc vật chất, họ chứng được cái vô vật chất, lạc vô vật chất. Thì khi mà họ chứng đạt như vậy đó, có thể là chứng thiền sắc giới hay thiền vô sắc giới, họ có được cái hỷ, cái lạc đặc biệt mà họ cho rằng là thanh tịnh tuyệt đối so với cái những lạc của thế gian, cái lạc của các dục. Thì họ thấy rằng lạc này là tinh vi, là thanh tịnh, là tế nhị. Nhưng mà rồi họ chấp sai, họ cho rằng như vậy là niết bàn hiện tại, chứ họ đâu có biết rằng là dù lạc thọ của thiền thì lạc đó nó có vị ngọt đặc biệt như vậy, nhưng mà nó cũng có sự nguy hiểm, bởi vì những cái lạc thọ đó, những cái xả thọ đó của thiền vẫn có cái sự biến hoại. Bởi vì nếu mà có những người họ chứng thiền, thưa quý vị, rồi sau một thời gian họ khởi lên những cái phiền não thô như là ham muốn danh, ham muốn lợi, khiến cho cái lạc thọ đó, của thiền đó bị biến mất. Thì như vậy cái đó có và không bền vững, nó sẽ biến mất, sẽ đổ khác. Thì như vậy làm sao cái đó gọi là niết bàn được, như mà họ chấp là niết bàn. Thế vậy chính cái sự chấp thủ này đó là sai lạc. Ở đây chúng ta phải bình tĩnh một chút, là chúng ta không rơi vào cái trường hợp thường kiến hay là đoạn kiến, mà chúng ta cần phải biết rằng là hễ có vô minh thì vô minh đó duy cho hành, hễ có hành thì duy cho thức, thức sinh khởi. Và khi có thức thì làm duyên cho danh sắc sinh khởi, danh sắc duyên cho lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già chết sầu bi khổ não. Không phải là còn vĩnh hằng, bởi vì nó luôn luôn có cái sự thay đổi, do cái này có mặt cho nên cái kia mới có mặt. Các pháp hữu vi nó là như vậy. Rồi cái sự tái sanh ở các cái cảnh giới hữu tưởng hay vô tưởng, hay phi tưởng phi tưởng, là tùy theo cái khuynh hướng của chúng sanh tạo những cái ác nghiệp, những cái thiện nghiệp nào để đưa đến cái sự tái sanh ở các cái cõi tương ứng như là ước vọng, ước nguyện. Chúng ta cần phải biết vậy, nhưng mà chúng ta phải nhớ là dầu cho chúng sanh ở trong đời này sau chết ngũ quẩn xuất hiện, ngũ quẩn mới xuất hiện, nhưng sự xuất hiện đó cũng chỉ là do duyên, phúc hành phi phúc hành, bất đồng hành,
bởi do vô minh mà ra thôi. Chứ nó không phải là một cái bản ngã chạy từ ở cái cõi này, từ cái thân ngũ uẩn này, mà nó đi sang cái ngũ uẩn khác, giống như là một hành khách. Nó không phải giống như một hành khách mà vừa xuống xe buýt, xe bus ở trạm này rồi lên xe bus ở trạm khác. Khi mà đi đến một cái trạm, họ xuống xe rồi họ chờ cho cái chiếc xe bus của cái đường khác mà nơi mà họ muốn đến đó, đi ngang cái ghé lại trạm đó, cái họ lên họ đi. Thì như ở đây chúng ta cần phải biết rằng là có mặt, có hữu, có sanh hữu, nhưng mà không phải cái sự sanh hữu đó nó sẽ tồn tại vĩnh hằng. Tức là không có chấp sau khi chết tự ngã vô bệnh đó, chúng ta đừng có chấp gì. Không có chấp cái kiểu mà thường hằng. Rồi bây giờ về cái đoạn kiến thì chúng ta càng không nên chấp, không nên chấp. Bởi tại sao vậy? Bởi vì như một người mù, vì họ không thấy đường cho nên họ phủ nhận hết tất cả, phủ nhận màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng. Họ không tin có màu vàng, màu đỏ, màu trắng. Vì họ, con người khi mà họ không có tin, không hiểu, vì không hiểu cho nên họ không tin, không tin có đời sau. Không tin như vậy cho nên họ rơi vào cái trường hợp đoạn kiến là chúng sanh sau khi chết là hết. Cái này thì rất là nguy hiểm. Nhưng mà tại vì vì đó như là bị mù vậy, chúng ta học Phật pháp thì chúng ta phải biết rằng là chỉ khi nào vô minh diệt thì hành mới diệt, mà hễ hành diệt thì thức diệt, thức diệt, sanh danh sắc diệt thì lục nhập diệt, lục nhập diệt thì xúc diệt, do xúc diệt nên thọ diệt, do thọ diệt nên ái diệt, do ái diệt nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên cái sự tái sanh diệt. Sự tái sanh do cái sự tái sanh không có nên diệt tận cái sự già chết sầu bi khổ hoài, chứ không phải đang khi không. Do mình suy nghĩ như vậy rồi mà thấy rằng chúng sanh sau khi chết là hết, sau khi chết là không còn cái gì hết. Thời như vậy rơi vào cái tình trạng đoạn kiến mà chúng ta phải bỏ. Nhưng mà một cái trường hợp thứ ba đó, kinh 5 và 3, thì chúng tôi muốn nhắc đến cái trường hợp thứ ba. Có một số sa môn bà la môn thật sự sau khi bỏ về cái quan điểm thường kiến hay quan điểm đoạn kiến, thế nhưng khi mà họ tu chứng được các trạng thái hỷ lạc của thiền định, thì vì họ không thấy rõ được cái sự, không thấy rõ được cái sự nguy, cái vị ngọt của các cảm thọ,
hỷ lạc đó, họ không thấy được cái sự nguy hiểm đó, cho nên họ không có thể xuất ly được, tức là không có giải thoát được, mà họ là say mê chiến thắng và họ tự mãn là họ đã đạt được cái sự tịch tịnh. Và khi mà họ tự cho rằng là họ đạt được cái sự tối thượng tịch tịnh thì họ xem đó như là niết bàn hiện tại, và trong khi họ chỉ mới có đạt được những cái thiền chứng hiện thế, có phỉ lạc hay sinh khởi, có hỷ lạc hay sinh khởi. Ở đây đối với người Phật tử, khi mà chúng ta học Phật pháp, chúng ta phải biết nếu mà chúng ta chỉ thiền, phải phân biệt giữa cái thiền chỉ Samatha Phavana, cái thiền chỉ này với những 40 địa mục, trong đó 10 địa mục cận định và 30 địa mục khác chứng thiền, thì thiền đó chỉ là cái lạc tinh lương hơn, thù thắng hơn cái lạc của các dục mà thôi. Nhưng mà cái lạc của thiền đó, nó vẫn có cái sự nguy hiểm của nó, tức là có cái sự vô thường biến hoại. Chúng ta nhớ vậy. Do đó chỉ khi nào mà tự mình thắng trí giác ngộ và đạt cái niết bàn đó, thì lúc đó chúng ta mới biết được cái gì gọi là lạc niết bàn. Chứ còn bây giờ chỉ mới có được một vài cái cảm giác an lạc, một vài cái cảm thọ an lạc do thiền, thiền chứng, thì trong trường hợp này mình không thể nào mà mình cho rằng là niết bàn hiện tại. Cho nên ở đây đó, nếu mình của ngoại đạo thì họ chấp ba quan điểm từ kiến, một quan điểm đoạn kiến và một quan điểm về niết bàn hiện tại. Còn nếu đối ba thì cái ba quan điểm từ kiến chúng ta gom lại là một quan điểm từ kiến, hai là quan điểm đoạn kiến, ba là quan điểm về niết bàn hiện tại. Chỉ có như vậy. Và ở đây khi mà trình bày những cái chủ trương sai lầm của các sa môn và la môn, Đức Phật nói cho các vị tỳ kheo khác biết là đối với Ngài thì những cái đó nó có chứ không có. Nhưng mà Ngài biết rõ, Ngài thấy rõ cái sự tập khởi, sự đoạn diệt của các pháp ấy. Ngài thấy rõ vị ngọt, sự nguy hiểm của các pháp ấy, nên Ngài xuất ly, tức là Ngài đã đến sự giải thoát. Và tất cả, tại sao Ngài thấy được, tại sao Đức Phật Ngài thấy được, Ngài biết được, là bởi vì Ngài biết đó là pháp hữu vi thôi, chỉ là pháp hữu vi thôi. Mà hễ là pháp hữu vi thì là vô thường, mà cái gì vô thường thì cái đó là khổ. Cái gì vô thường khổ thì cái đó không nói là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Thì đó là cái sự giác ngộ của Đức Phật, Ngài đi ngoài những cái quan điểm của các ngoại đạo. Ngài không vì tin nơi một vị đạo sư nào khác, không vì nghe một vị đạo sư nào đó nói trình bày
không có tùy tính tùy hỷ, không có tùy văn. Ngài không có cái lý luận dựa theo lý luận mà thực hành hạ áp dụng, mà chính do Ngài tự hiểu tới tự giác ngộ nơi Ngài được giải thoát. Mình là đệ tử của Đức Phật thì chúng ta cố gắng nỗ lực mài dũa trí tuệ của mình, cái chánh tri kiến của mình, để chúng ta hiểu được giống như Đức Phật, giác ngộ giống như Đức Phật. Nhưng mà rất tiếc là bây giờ một đa phần người Phật tử chúng ta, kể cả các vị xuất gia, người vì muốn cho có cái gì đó đi vào trong Phật giáo, cái gì đó nó phải linh linh thiêng thiêng, cho nên chúng ta lại là chấp những cái quan điểm sai lạc, nó đi ngược lại với Phật giáo, đi ngược lại giáo lý của Đức Phật, mà chúng ta tưởng rằng cái đó chỉ cần dán cái nhãn hiệu Phật giáo vào thì nó trở thành là của Phật giáo, không phải được. Cho nên bây giờ chúng ta đừng có đem những cái quan điểm sai lầm của chúng ta mà chúng ta chưa có đối chiếu với kinh, đối chiếu với luật, chúng ta đừng có đem cái, chúng ta sản xuất ra những cái quan điểm sai lầm tà kiến, rồi chúng ta dán lên một cái nhãn hiệu là kinh Phật. Làm như vậy là hại mình và hại người khác. Thì ở trong bài kinh hôm nay đó, thì chúng tôi tóm gọn lại để trình bày với quý vị những cái ý nghĩa về bài kinh 5 và 3 mà Đức Phật đã thuyết cho các tỳ kheo nghe. Thì nội dung là như vậy. Chúng tôi xin được kết thúc bài giảng ở đây. Và bây giờ thì xin cung thỉnh Thượng Tọa Đẳng điều họp cho phần thảo luận với Chư Tăng. Rất vui hôm nay cũng có Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa Pháp Đăng. Xin kính thỉnh Thượng Tọa Chư Tăng. Sa thủ kính dân Tổ sư. Kính bạch thưa Tôn Đức và thưa quý Phật tử. Có lẽ bây giờ để thỉnh Tổ sư đi nghỉ. Hôm nay cũng có đồng chư tăng ở đây. Giờ đó thỉnh sư đi nghỉ. Thưa Phật tử, trước khi có phần thảo luận của Chư Tăng thì chúng tôi xin được đề cập đến một vài điểm mà khi người Phật tử đọc kinh Phá Võng hay là bài kinh 5-3 này đó, thì đôi khi chúng ta cảm thấy có cái gì nó xa lạ và thậm chí mình nói rằng không cần thiết. Kỳ thật thì những cái giáo thuyết, những quan điểm ở trong kinh Phá Võng đó có xa lạ với chúng ta bởi vì mặt ngôn ngữ. Và thông thường thì chúng ta cũng có những quan điểm này, nhưng mà nó có tật tật nó rời rạc và nó không có trở thành những cái giáo thuyết có tính sâu rộng, tinh vi như là Bà La Môn giáo hay Giới Đà hoặc là cái nền tôn giáo của Ấn Độ nói chung. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta thử
tạm quên đi những gì đã được nghe ở trong bài kinh với những danh từ rất là chuyên môn. Chúng ta thử nói về cái một cái lĩnh vực rất là bản năng, rất là gần gũi trong đời sống, và từ đó thì chúng ta sẽ tìm ra sự liên hệ giữa đời sống thực tại của chúng ta và những gì được đề cập đến ở trong bài kinh này cũng như là kinh Phạm Võng. Thứ nhất thì có một câu hỏi nhiều khi chúng ta không cần nói ra bằng từ, và chúng ta cũng cần phải nghĩ rằng mình theo một cái tôn giáo nào, một khuynh hướng nào, một cái giáo thuyết nào, mà đơn thuần là nó luôn luôn trỗi dậy ở trong lòng một cách thầm kín và nó dẫn đạo cuộc sống của chúng ta. Câu hỏi đó rằng và mình sẽ ra sao, hay là hoặc là nói cách khác và tôi sẽ ra sao. Cái và tôi sẽ ra sao này đó, đơn giản như vậy, là mỗi chúng ta đều có một ngã chấp về cái tôi và cái ta. Và chúng ta tạo nên một cái sự mâu thuẫn. Đó là chúng ta một mặt thì muốn rằng sẽ hay hơn và sẽ khác đi, nhưng một mặt khác á, thì chúng ta cũng rơi vào ở trong một tâm thái là mình muốn rằng mình có thay đổi hoàn cảnh, thay đổi chỗ ở, nhưng mà mình vẫn là mình và mình mãi mãi là như vậy. Nói một cách khác á, là đôi lúc chúng ta chán ngấy với con người của mình. Mình muốn mình không là mình nữa. Mình sẽ học, sẽ đạt đến một cái học vị nào đó để mình không còn ngu dốt như bây giờ. Mình sẽ tu và mình sẽ người tốt hơn bây giờ. Và mình sẽ bằng một cách khoáng chuyển để mình không có phải tệ như là cái con người mà mình đang thất vọng với chính mình. Như đó là một cách suy nghĩ. Một cái suy nghĩ khác á, thì chúng ta muốn mình là một diễn viên. Diễn viên có nghĩa là cũng con người đó, cũng cái sự lừng lẫy đó, nhưng mà chúng ta được đóng nhiều cái bộ phim khác nhau. Có khi thì đóng phim cổ trang, có khi đóng phim xã hội, có khi đóng vai chính diện, có khi đóng vai phản diện. Nhưng mà cho dù đóng nhiều bộ phim, nhiều khuôn mặt khác nhau, nhưng mà chúng ta vẫn là một diễn viên, vẫn là một tên tuổi. Và tên tuổi đó không thể thay đổi theo từng bộ phim được. Mới nghe thì nó chỉ là vấn đề tâm lý thôi, nhưng mà điều này có một ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của chúng ta, và nó ảnh hưởng toàn bộ cái quan điểm về tương lai, về kiếp sau, về tôn giáo và tôi sẽ ra sao, tôi sẽ là ai và tôi sao. Nó không phải đơn giản như là cái chuyện mà mình muốn có chiếc xe rồi mình chạy đi mua chiếc xe về. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta thường có một cái dự phỏng
nói đúng là chỉ dự phóng chứ phải dự phóng. Dự phóng ra là đưa ra một cái hình ảnh, là chỉ dự phóng chứ tôi muốn dùng cái chữ project, là tôi là như vậy đó. Nhưng mà rồi cái dự phóng chúng ta đưa ra tôi là như vậy đó thì nó cũng lỗi thời thời theo thời gian. Một lúc nào đó nó trở thành cái gì đó rất là ngây ngô. Ngày hôm qua sư Tuệ Khanh, tôi sư Giác Nguyên đó, có gửi cho chúng tôi một tấm hình chụp cuối năm 1976. Tấm hình đó là 44 năm rồi. Hiểu không? Nếu mà đối với người khác đó, thì đó là một tấm hình cũ kỹ. Nhưng mà nhìn tấm hình nó thật là thú vị. Bởi vì trong tấm hình đó, chúng tôi và Thượng tọa Thủy Sư chụp chung với sư trưởng và với một số chư tăng, mà chính bản thân của chúng tôi không có được biết là có một tấm hình như vậy đã được chụp và đã hiện hữu. Bởi vì thời đó chúng tôi còn quá nhỏ, ai kêu chụp hình thì cứ vô đứng đi chụp hình thôi, và chụp xong rồi rửa, người ta có thể cho mình coi là may mắn lắm rồi, chứ mình đâu có quyền làm chủ tấm hình đó, mình bị xe di nhỏ mà. Nhưng mà thưa quý vị, nhìn những cái tấm ảnh qua từng thời gian, qua từng, thì chúng ta nghiệm ra được một điều là trong cái bản năng, chúng tôi dùng chữ bản năng, tức là chúng ta nói trong cái mà nó rất là nó rất nó không nằm ở trong cái kiến thức, như kiến thức Phật pháp hay trong suy diễn đó, chúng ta nói rằng cái gì mà trong instinct, trong cái bản năng của chúng ta đó, thì thưa quý vị, chúng ta cứ muốn rằng ồ, đây là tôi, đây là ta, tôi là như vậy, ta là như vậy, ở một cái hình ảnh nào đó, ở một phút giây nào đó. Nhưng mà nếu ngay lúc đó chúng ta hãnh diện, ngay lúc đó chúng ta thích thú, ngay lúc đó chúng ta hãnh diện là à, tôi là như vậy, mà nếu cái tôi đó mà nó cứ tiếp tục như vậy và nó không thay đổi thì thực sự nó có vấn đề. Tại vì sao vậy? Tại vì chúng tôi có gửi tấm hình đó lại cho một Phật tử khác, thì Phật tử cười nói rằng hồi trước mấy sư, thời gian mấy sư gầy còm quá, mà đúng thời gian ốm nhôm, ai cũng ốm nhôm mà chúng tôi cũng ốm nhôm. Nó đơn giản như vậy. Dĩ nhiên là chúng ta không muốn là mình phải mãi mãi là như vậy. Nhưng mà bây giờ đặt cái vấn đề lại là mình cố gắng làm cái gì để làm gì? Để mình làm khác đi. Tất cả mọi thứ đều khác. Cũng như có một lần nào đó chúng tôi tình cờ đi ra ngoài cái chỗ mấy người Phật tử đang sửa chùa đó, nghe anh đó, anh mang theo cái máy cassette, anh để nghe một bản nhạc, bản đó là của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông hay của ai, chúng lâu quá chúng tôi không nhớ, nhưng mà người ta nói rằng bây giờ thì người ta có khả năng sửa mắt, sửa mũi, sửa ngoại hình, rồi mai mốt này người ta sẽ sửa luôn cả trái tim và sửa khối óc và sửa luôn cái ký tính của mình. Lúc mình sửa tất cả ngoại hình, rồi sửa trái tim, sửa khối óc, chúng ta không còn nhớ về dĩ vãng và chúng ta không còn là con người chúng ta được. Bài hát đó, chúng tôi được nghe rất là bất chợt nhưng mà rất là thú vị. Bởi vì sao vậy? Nếu một ngày nào đó mà mình sửa hết tất cả mọi thứ, thí dụ bây giờ ngành giải phẫu thẩm mỹ rất là tiến bộ, mình sửa hoàn toàn
của mình trở thành một con người khác, và đồng thời có khả năng nào đó sửa luôn trái tim và khối óc của mình, không còn nhớ gì dĩ vãng quá khứ mình. Thì mình có muốn mình làm con người hoàn toàn khác về về thân, về tâm, về tất cả mọi thứ không? Thì thưa quý vị, ở đây nó có một vấn đề. Vấn đề là chúng ta luôn luôn bị giằng co, bị xâu xé giữa cái gọi là những nguyên trạng, status quo, những nguyên trạng, và đồng thời chúng ta cũng muốn thay đổi. Và cái sự mâu thuẫn nội tại đó, đó nó là một sự sâu xé giằng co ở trong lòng chúng ta, không phải là đời này mà nghĩ đến tương lai, nghĩ đến đời sau. Và điều này nó tạo nên bao nhiêu là cái lập thuyết về tôn giáo. Mỗi lần mà chúng tôi có dịp tình cờ để mắt sơ qua những cái bản phân ưu, những tràng hoa phân ưu ở tại tại các nhà quàn hay hoặc giả là ở trên báo chí, thì người ta cầu nguyện, người ta có nhiều cái lời chỉ phân ưu phúng điếu, cầu cho ông A và B gì đó được đi về với hương giang thánh chúa, tiêu diêu mình cực lạc, được về bên kia cõi vĩnh hằng. Cái câu mà nói rằng về bên kia cõi vĩnh hằng, đó là gợi nhắc cho chúng tôi một cái cảm giác là tại sao người ta nói tới chữ vĩnh hằng, là bởi vì giữa sự sống và cái chết đó, thật là vô thường. Chúng tôi năm nay đóng sổ lại năm 2020 và nói ra âm lịch năm Canh Tý, thì riêng về những vị xuất gia mà chúng tôi quen mà tương đối nhiều, quen tương đối mật thiết, thì mất đi bốn vị, bốn vị. Còn Phật tử mà thân thiết thì mất đi cũng cả chục người. Ở trong số đó, một số mất vì già, bị bệnh, một số mất vì COVID. Một năm có nhiều chết chóc. Thì cái sự chết chóc, sự đổi thay, đôi khi nó làm cho con người cảm thấy rất là ngao ngán, cảm thấy rất là mệt mỏi. Và chúng ta lại ước mơ, ước mơ về một cái thế giới vĩnh hằng, mặc dù chúng ta không biết cái gì vĩnh hằng đó là cái gì, nó là một cái gì mơ hồ bền bọc. Chúng ta nói về cửu tuyền tức là suối vàng, nói về cõi thiên thai, nói về cực lạc, thật ra thì nó là một bức tranh rất là nghèo nàn, nó không giống như chúng ta tưởng. Ngay cả khi mà Đức Phật Ngài cho chúng ta biết rằng cuộc sống về sự hiện hữu của năm uẩn, về sự hiện hữu của 31 cõi cõi, về sự hiện hữu của bốn sanh loại làm ra 12 hạng người, bao nhiêu người, thì thứ vì nói phương diện cảm giác ấy, thì chúng ta thật sự rất khó, rất khó để có được một cảm giác là mình muốn trở thành một người như thế nào, rất khó. Cũng như là một người sống ở Việt Nam, họ chán nản, họ bực bội, họ cảm thấy cuộc sống hạn chế về
mặt tự do ngôn luận về vấn đề hối lộ làm ăn sao đó, để họ đúng đi qua Mỹ. Và bây giờ thì có những YouTuber, YouTuber tức là những người làm YouTube đó, họ đưa ra một cái đề tài là cuộc sống ở bên Mỹ ra thế nào. Chúng tôi cũng thử lắng nghe một vài cái mô tả của họ về cuộc sống ở Mỹ. Và chúng tôi cũng hình tưởng tượng ra những người ở Việt Nam mà muốn qua Mỹ sống mà nghe những người này nói thì không biết có muốn qua hay không. Thì thưa quý vị, người ta nói ở trên đời 100 cái khổ, không có cái khổ nào giống cái khổ nào. Hay là người ta nói nhà giàu cũng khóc. Chúng ta thường xem phim kiếm hiệp, cổ phong thấy những nhân vật cầm kiếm đi giang hồ, không cần nghề nghiệp gì hết và lúc nào cũng có tiền xài, cuộc đời quanh quanh liệt liệt, lâu lâu rồi chém đánh chém với nhau rồi thôi, đánh đấm với nhau và thậm chí bỏ mạng nữa. Nhưng cuộc sống ở trong phim cổ phong, trong phim kiếm hiệp thì nghe cuộc sống nó thật là một thế giới mang mang. Có nhiều khi chúng ta rất là thích thú, chúng ta đã từng say sưa với những tác phẩm của Kim Dung, của Cổ Long, chúng ta đã từng cảm thấy rằng trong cái thế giới kiếm hiệp nó cũng hấp dẫn giống như cái thế giới của cổ tích. Nhưng mà thưa quý vị, bây giờ nếu cho chúng ta khóa thân thực sự để trở thành một người trong cuộc sống như vậy, liệu chúng ta có muốn không? Mặc dù chúng ta có thể rất thích, chúng ta rất thích cuộc sống của một cái thời nào đó mà con người chỉ đánh đấm với nhau bằng quyền cước, bằng chưởng lực, rồi có những môn phái này, môn phái kia, rồi lâu lâu giang hồ dậy sóng. Chúng ta có thích thú chuyện đó, nhưng mà bây giờ bảo rằng mình ăn mặc như vậy, sống như vậy, thì được chứ không? Thì câu trả lời rất là đơn giản là nếu mà cho chúng ta trở về sống mà không có điện thoại thông minh, không có internet, thì mình có thích sống không? Cũng như đã có một lần ở trại trạm Bù Lâu Vi Đông, chúng tôi gặp một bà cụ là bà Tư, mà nấu ăn rất ngon. Và ở trại tị nạn mà bà có thể nấu những món chay mà quý thầy ai cũng khen hết, rất ngon, rất đậm đà. Và có một lần có một thầy trẻ mà chúng tôi không nói tên ở đây, thầy chọc bà Tư, thì bà Tư nói là con chỉ mong là về Tây Phương để làm con thôi chứ không mong gì khác trong cuộc đời. Thì thầy ấy thầy nói một câu chọc bà Tư mà rất là vô tình, nói bà Tư à, về cực lạc thì bà Tư muốn về rồi đó, nhưng mà ở ở đó không có được ăn trầu nha, chỗ đó mà nhổ trầu tụi bậy bạ là không được. Nhưng mà rồi sau đó bà Tư đã hỏi là chúng tôi một câu là có phải là ở trên đó mình không được ăn trầu không. Thì thưa quý vị, rất là tội nghiệp là tại vì bà Tư thì rất là muốn về cõi Phật, làm công dân của đất nước, của quê hương cực lạc. Nhưng mà rồi cuộc sống mình chỉ có cái niềm vui ở trần gian này là ăn trầu, lên đó không được ăn trầu là buồn quá. Ví dụ như bây giờ chúng ta nói về một thiên đàng nào đó ở trong tương lai mà lên đó không có internet, không biết mình có vui hay không. Thì thưa quý vị, cái mà chúng ta sẽ ra sao, hoặc là còn hoặc là mất, còn tức là thường tồn nguyên trạng không có thay đổi, bất biến. Cái bất biến ở đây gọi là không bệnh. Và chúng ta sống có tưởng hay không, chỉ tưởng ở đây nghĩa là tri giác, chỉ tưởng không có nghĩa là chúng ta nói là tưởng tượng hay là tưởng, chỉ tưởng trong đạo Phật là tri giác. Thì thật ra đã có những người rất là nặng cuộc đời, kiếp sau sinh chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Có nhiều người thấy là cuộc đời mình sinh làm người nó khổ hơn con chó của ở tại các nước Tây phương được. Có người chỉ muốn trở thành một cây thông, nhưng mà nói vậy chứ nếu có thần tiên nào biến cho mình trở thành cây thông vô tri giác, chỉ biết
Rêu sao gió là chúng ta đâu muốn, thì nó cũng có vấn đề. Mình có nên biết hay không nên biết về cuộc sống này? Có nhiều khi thưa quý vị, bằng một cái rất là bản năng, chúng ta chỉ mong rằng mình ngủ một giấc rồi mình ra đi vĩnh viễn, thì không phải nhớ, không phải biết về những cái cay đắng, những cái hận thù, những cái éo le, những cái gì bội bạc bẻ bàng phũ phàng của cuộc sống. Hoặc giả là có nhiều khi chúng ta thấy rằng sống ở trong cuộc sống mình ngủ một giấc dài, giấc ngủ là hạnh phúc, thức dậy rồi biết biết nhân tình thế thái, biết nó khổ. Chúng ta lạ lắm, chúng ta vừa muốn biết mà lại vừa không muốn biết. Chúng ta muốn thay đổi vừa không muốn thay đổi. Như vậy thì cái gì là cái chìa khóa mà Đức Phật cho chúng ta, những đứa con của Ngài? Cái đây khoảng chừng không lâu á, chúng tôi có đọc bài báo rất là thú vị. Ở trong đó đó, một cây viết Phật giáo, chúng tôi cũng không nói tên, là họ chỉ trích Hòa Thượng Nhất Hạnh rất là mãnh liệt về cái của kinh Bát Nhã. Và Nhất Hạnh đó thường dùng giáo lý Bát Nhã như là một cái nhân sinh quan rất là nổi bật ở trong nhiều kho tàng kinh điển. Ví dụ như là không có gì khác biệt giữa ánh sáng và diệp lục tố, tức là màu xanh của lá. Màu xanh của lá tạo nên ánh sáng. Sắc thức thì không, không thức thì sắc. Chúng ta là tất cả, thuộc về tất cả. Nhưng mà thưa quý vị, điều đó đó đôi khi nó làm cho chúng ta có một cái sự bơn trớn nào đó, là ví dụ như Hòa Thượng viết trong quyển Tương lai văn hóa Việt Nam á, thì mỗi chúng ta hình hài này, tâm trí này, nó là một sự hóa thân của tổ tiên, của những người từ trước để lại. Chuyện đó không phải là không có. Cái DNA của chúng ta là một sự kế thừa của tổ tiên để lại. Nhưng mà bảo rằng chúng ta sống trong cuộc đời này, tất cả là ta là tất cả đó, thì Hòa Thượng Nhất Hạnh nói như vậy đó, làm cho một số người cảm thấy rất là thoải mái. Nhưng mà chúng tôi phải thưa với quý vị như vậy, là Đức Phật Ngài dạy chúng ta không nên đặt vấn đề về ngã, về thường hay không thường, hay là vừa thường vừa thường vừa không thường. Mà một cái bí quyết Đức Phật dạy chúng ta, đừng đặt vấn đề, mà hãy thấy rằng đó không phải là của ta, không phải là ta, không phải tự ngã của ta. Cái thấy thì nó rất là khác với câu hỏi là cái gì là ta, cái gì là của ta, cái gì tự ngã của ta. Mình không cần phải đi tìm cái gì. Thí dụ như là một cái cảm giác khó chịu hiện khởi, thì chúng ta biết rằng cảm giác khó chịu có thể là do thời tiết, do ai đó nói. Nhưng mà cảm giác khó chịu đó, thì thưa quý vị, nó có sanh có diệt, có đến có đi. Đừng làm lớn chuyện về chuyện đó, và nên nhìn cái cảm giác khó chịu đó là đó không phải là của ta, không phải là ta, không phải tự ngã của ta. Nếu mà chúng ta nhìn như vậy đó, thì chúng ta đỡ dính bắt, đỡ kẹt, chúng ta không làm lớn chuyện. Và không làm lớn chuyện thì mình được cái gì? Mình không có phiền não, đơn giản vậy thôi. Đó không phải là của ta, không phải là ta, không phải tự ngã của ta. Cái nhìn này rất khác biệt với cái quan điểm rằng cái gì là của ta, cái gì là ta, cái gì là tự ngã của ta. Thật ra chúng ta nên để ý cái chuyện đó. Cái nhìn mà đây là ta, đây là của ta, tự ngã của ta đó, nó là bị phỏng.
Đó là một sự tưởng tượng, đó là một điều phương thực tế. Cái thực tế đó là cái này không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Và nếu cái thực tế đó được nhận thức như vậy đó, thì mình không có chấp nó, thì mình không có khổ. Còn mình càng vẽ ra bao nhiêu, mình vẽ ra do cái sự giỏi về khẩu tài, do cái sự giỏi về biện luận, do giỏi về tôn giáo, về lý thuyết, về thần học, về siêu hình, vân vân, thì thưa quý vị, tất cả nó đều là dự phòng hết. Tất cả điều đó đều là những cái gì mà chúng ta muốn tạo nên để thỏa mãn cái bản năng của mình. Một người khi mà đối với sắc quẩn, đối với thọ quẩn, đối với tưởng quẩn, đối với hành quẩn, đối với thế giới bên trong, thế giới ở bên ngoài, đối với chuyện nhỏ, chuyện lớn, quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, bên ngoài, thô thiển, vi tế, hạ liệt, thù thắng, đều thấy rằng đó không ta, không phải là ta, không phải tự ngã của ta, không phải là cái điều để mà mình chấp, không phải là cái điều để mình làm lớn chuyện, không phải là điều để mình làm phiền não. Thì như vậy chúng ta được cái gì? Được sự rộng rãi, được sự thanh thản, được sự nhẹ nhàng. Cái nhìn này thì nó không thỏa mãn người ta đâu. Tại vì sao vậy? Tại vì ai cũng muốn có câu hỏi rằng, rồi tôi sẽ ra sao? Tôi là ai và tôi sẽ ra sao? Thì nên đặt lại câu hỏi. Chúng ta không cần đặt là rồi tôi sẽ ra sao, tôi là ai, mình chỉ đặt câu hỏi rằng chỉ có một cái nhìn rằng, ồ, đó không phải là ta, không phải là của ta, không phải tự ngã của ta. Mình lên xe bus, mình đi vào chợ, mình đi vào nơi hội họp, thì mình thấy rằng tất cả những điều đó chợt đến, chợt đi, chợt ẩn, chợt hiện, chợt sanh, chợt diệt, nó không có cái nào nên để mình chấp thủ hết. Dĩ nhiên là điều này có nhiều người không cảm thấy thỏa mãn, tại vì nó không không có trả lời là cái gì là tôi, cái gì là của tôi, cái gì tự ngã của tôi đó. Nhưng mà chúng ta nhớ như vậy, tất cả những quan điểm mà nói rằng đây là của tôi là tự ngã của tôi, không là đau khổ hết. Mà chúng ta càng bỏ được cái nào thì chúng ta càng khỏe cái đó. Dĩ nhiên là bây giờ thì chúng ta khó tin đi, tại vì nó đi ngược cái bản năng của mình. Chúng ta chỉ muốn rằng mình sẽ sanh về một cõi vĩnh hằng, mình sẽ trở thành cái thông đứng giữa trời mà reo, rồi mình sẽ trở về hội thông với thượng đế. Và rốt cuộc chúng ta là cái gì chúng ta cũng không biết, và chúng ta có thực sự thỏa mãn với điều đó hay không chúng ta không biết. Chúng ta có muốn như bà Tư đó lên cõi cực lạc nhưng mà không được ăn trầu, hay là chúng ta muốn trở thành một thần tiên tối ngày cứ bay lơ lửng mà không có được làm những chuyện khác không? Chúng ta cũng chưa biết. Đó là cả, là cả vấn đề. Ôi, chúng tôi xin lỗi quý vị, nãy giờ chúng tôi lo nói việc này mà chúng tôi không để ý là hết giờ rồi. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính chiêm chư tôn đức đã vào room để thuyết giảng đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Ngày mai này chúng ta sẽ có một bài trung bộ kinh của Chư Tòa Pháp Tân. Hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư. Xa thú lành thai, con Thanh Thủy thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp, kính cảm ơn quý ông đã yểm trợ các phần phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức Phật sự chân thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các phương trong chánh pháp nhiệm màu của đức sư phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bích Tha Giác.
Thank you.